Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cái còn nói Hà với bạn con á là xui lắm, xui ba đời lắm mới lấy chúng ổng á. Nghĩ sao á hả, học không qua, học tới ngày quýnh lộn quýnh lộn. Trời, ông bà mình nói ghét của nào trời ta quýnh đúng, đúng luôn. Đó, hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Sweet Couple nhé. Và bây giờ mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật to, to bể rạp hát này luôn, để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời, giống nhau quá. Thấy giống không vậy? Nó nghe là có ai nói hai vợ chồng em giống nhau không? Dạ, nhiều người lắm rồi á. Nhiều lắm. Mời hai em giới thiệu cho mình. À, dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận và khán giả đang xem chương trình truyền hình Vợ Chồng Son. Con tên là Trương Dị Từ, năm nay 27 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là con là nhân viên kế toán. Rồi, tới con. Dạ. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thanh Tuấn, năm nay con 28 tuổi. Hiện tại con đang là lái xe. Con lái xe gì? Dạ, con lái xe du lịch. Thế hả? À, chắc đi thường xuyên nha, đi nhiều à nghe đúng không? Dạ đúng. Xe rồi. Du lịch là phải đi nhiều rồi. Đi nhiều, dạ, chắc bên này chắc ghen lắm không? Dạ. Tôi không ghen gì mấy. Thôi để chút mình vô hỏi sâu, hỏi sâu ha. Thôi bây giờ tính từ. Sao bây giờ kể nghe coi. Đoán nữa. Hồi không đoán đâu ơi, đoán chặt lất hoài, suối hoài. Thôi tôi đoán. Sao đoán nào? Thì bé này đi du lịch. Trúng cái xe của này nó lái. Rồi nó phải bước lên xe cái trời, mình quá vậy? Sao giống em mình quá vậy? Sao giống mình quá vậy? Hả? Rồi hai nhỏ kia cũng hả? Sao cho tài xế giống mình y chang vậy? Để cái tâm sự với nhau, tâm sự với để nhau. Để nhau sao cái chuyến xe đó để nhau. Đúng không? Đúng không? Dạ không. Dạ. Hai chị em mình không có dính gì. Làm thầy bói vậy nè. Rồi sao thôi giờ hai đứa kể đi. Dạ tụi con á trước đây là học chung năm cấp 2. Xong rồi bẵng đi 10 năm không có liên lạc, không gặp mặt, không nói chuyện gì hết. Gặp lại nhau trên Facebook. Ảnh thấy hình của con trên Facebook á, xong rồi ảnh mới inbox con làm quen. Cái con lúc đó là con chỉ xin thôi, con không có trả lời gì hết. Anh cứ nhắn tin liên tục, nhắn hoài luôn á, sáng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, tối nhắn. Cái tới cái bữa con buồn thiệt, cái xong con mới trả lời tin nhắn. Cái bắt đầu hai vợ chồng con mới tâm sự với nhau. Thì hẹn nhau gặp mặt. Rồi. Ủa sao con lại gặp cô này của bạn cũ lại nhắn tin coi như là nhắn tin liên tục vậy? Đâu, nhưng mà lúc đó tình trạng của con như thế nào? Dạ biết chứ. Lúc đó biết là bạn cũ cho nên mới nhắn tin liên tục đúng không? Lúc đó thì đang lái xe, đang đi công tác mà đang ngồi đợi khách. Thì con lướt Facebook á, thấy cổ đăng hình. Thì con vô mới thấy bạn quen mình cũ, thì mới vô mới thả tim. Để mình nhắn comment lên. Bẵng mấy ngày sau thì cổ mới trả lời. Lúc bà buồn đó. À, đúng luôn á. Dạ. Bữa đó con buồn gì mà con trả lời đúng vậy? Dạ tại con đi làm á, xong rồi con có một số chuyện nó xảy ra trong công ty. Cái con ép. Dạ đúng rồi. Con buồn quá con mới nhắn tin nói chuyện. Cái mà hồi đó ấn tượng trong ký ức của con á là chồng của con ốm nhom nhách chắc bằng 1/3 bây giờ. Xong rồi hay đánh lộn trong trường. Rồi hay bị mời xuống bàn giám thị. Cá mà, biệt đó kiểu. Dạ đúng cá rồi biệt, đúng hay gặp chung với nhau với bạn bè giám thị á chú Quốc Thuận. Hai đứa con gặp nhau cái xong mà ghét nhau lắm. Cái con nói Hà với bạn con á là xui lắm, xui ba đời lắm mới lấy chúng ổng á. Nghĩ sao á hả, học không lo, học tới ngày quýnh lộn. Trời. Ông bà mình nói ghét của nào trời ta quýnh lộn. Đúng luôn. Đó thiệt. Lúc đó là nghĩ trong đầu rồi đúng không? Con ghét đó. Lắm. Trời ơi, cái nào xui lắm mới lấy nhầm này đó. Xui ba đời lắm. Ừ. Nhìn kỹ đi, ổng giống như cha anh vậy đó. Đúng không? Ổng giống như cha anh vậy đó. Sau khi gặp lại nhìn thấy cô gái này có nghĩa là cô ấn tượng với mình quá từ cái thời đi học rồi cho nên chính vì vậy con mới chủ động, con mới làm quen và muốn gặp cổ. Dạ, đúng gặp rồi. Lại cổ đúng không? Dạ đúng đó, tại vì do mình lướt mình thấy hình nó cũng dễ thương, lúc đó mình cũng chưa có người yêu nữa thì mình mới nhắn tin vô cho cổ đó thì mình mới kêu là sao hôm nay từ bạn bè sao hôm nay từ bạn bè
Mặn mà đâu, đậm đà. Đậm đà. Lần đầu tiên gặp con xong chở con đi vòng vòng chơi, nói là khen con đậm đà. Cái còn hỏi, ủa đậm đà là sao anh? Cái nói, chai nước mắm đậm đà, đậm đà em. Trời ơi, tôi nghĩ trong bụng, ai ai đời mà đi cô gái mà kêu người ta hả? Như chai nước mắm gì? Ờ, khen con nước mắm đó trời. Ờ, kỳ cục ghê luôn. Thật sự luôn, ông tướng này thiệt á. Sau khi nhắn tin và hẹn hò gặp nhau thì bao lâu mới gặp? Dạ chắc khoảng 2 tuần á. 2 tuần mới gặp nhau. Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên con gặp lại người đàn ông này, con thấy ảnh có gì thay đổi không? Con sợ bị đánh đó. Tại vì hồi đó con chửi quá trời mà lúc đó ốm. Còn bây giờ á, bự vô là bự luôn. Xong rồi á, con sợ con chết rồi, gặp rồi không biết có đánh lại con, lấy chuyện cũ đánh lại con không. Mà ai vậy nói chuyện dễ thương thì khô à. Lúc mà cua con á, là sáng qua chở đi làm, trưa chở đi ăn, chiều chở về, tối đi đâu chơi chở, coi như là 24 tiếng ngoài từ 8 tiếng con đi làm ra là ảnh túc trực bên con luôn. Con không đi đâu được hết trơn hết á. Con muốn đi chơi với bạn, ảnh cũng qua ảnh chở con đi chơi với bạn, xong ảnh sẽ ngồi quán cà phê đợi con, xong rồi chở con về. Đó. Như vậy là chắc chắn là con cũng phải có cảm tình với ảnh thì mới cho đó, thì mới cho đi kiểu không, lúc đó là con chưa có cảm tình gì hết, con chỉ muốn là chơi chứ, ý là quen chơi cho vui thôi, kiểu giống như có người bầu bạn rồi nói chuyện, có người chở đi chơi. Rồi bao lâu thì con yêu anh này, anh Tuấn? À, chắc cũng 2-3 tháng con mới bắt đầu xưa lòng nhiều. Lúc đó là con có cho bạn nắm tay hay là có cho bạn hôn con hay là có cho bạn tiến xa hơn một chút không? Dạ ngày đầu tiên gặp là con ôm luôn rồi. Đã lắm, tại vì cái gu của con là thích mập á. Trời ơi cái bụng mở bóp đã lắm. Bóp bóp tưng 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 tưng. Nhưng mà nè, Tuấn, con bao lâu thì con mới tỏ tình với cô gái này? Là khoảng 2 tuần sau là con đã, lúc đó con đang đi công tác nữa. Thì ở ngoài Phan Thiết là lúc mà con chạy xe về á, về tới thành phố tới 10 giờ. Thì con vừa về tới nhà thì con cất đồ ở nhà luôn, xong con hẹn bạn này ra qua nhà bạn là cũng 11 giờ mấy rồi. Thì đợi xíu nữa là tới 12 giờ, qua 12 giờ thì con mới tỏ tình làm bạn gái. Qua giờ Linh là ông qua giờ Linh đó, trời ơi sao mình chị em mới nhau. Trời ơi, 50 năm sau thì chắc có lẽ là coi như là hai chị em cùng sống nói luôn á. Đúng rồi, vậy là lúc tỏ tình có dính không? Dạ dính liền, chiều liền luôn đúng không? Dạ. Rồi xong rồi hai đứa yêu nhau rồi có thuận thảo không hay là có khắc khẩu không? Dạ có, thời gian đầu là tụi con cãi lộn nhiều lắm. Cãi lộn rồi chia tay chia chân rồi hả, đủ thứ trò trên trời dưới đất hết. Có một lần là hai đứa con cãi lộn á, xong rồi chia tay một ngày luôn. Thì thường á là những lần chia tay á là anh sẽ chủ động nhắn tin làm quà trước. Mà đợt này chia tay lâu lắm anh không nhắn tin làm quà, cái con mới tức quá mà con cũng không có thích là hả phải nhắn tin trước nữa. Xong rồi con lúc đó cũng trẻ trâu lắm, ở hà con lấy dao lam á, con gạch lên tay, mà thật ra là lúc đó tay nó bị ngứa giải cũng không có được, cho nên gạch chấm ra cái sông máu nó cũng dị tí xíu à. Cái con chụp hình cho bạn con coi, cái bạn con á hả chưa kịp nhắn tin cho bạn con là bạn con chuyển cái hình qua cho ảnh. Tới lúc đó khi mà con nhận thấy những cái tấm hình đó thì con sao? Thì con thấy con cũng coi trên báo trên mạng đồ, thấy đập tay thấy đập dữ lắm, mà sao giữ cái chấm như mũi chích kia. Rồi xong con sao? Con sợ không? Lúc đó còn cũng hơi run sợ chỉ làm thiệt. Lúc đó con mới nhắn tin cho chị, nhắn tin chọc tức con, gửi lại cái hình cho con đấy. Ủa em nhắn tin là ủa em gạch tay mà sao mà gạch ít quá vậy, gạch sâu hơn xíu nữa cho nó chảy máu ra. Trời lẽ ghê đấy. Xong rồi con mới điên lên, con còn chửi thêm nó, nghĩ sao vậy. Xong rồi hả ông mới nhắn tin cho con nữa, vậy ăn uống gì chưa em. Cái hả con nói là ăn rồi, mà mới vừa hả đặt grab bay kêu người ta ship đồ ăn tới rồi. Ông hỏi con, ủa em ship gì vậy? Em kêu thuốc chuột. Trong cái khoảng thời gian đó nhắn tin, vừa nhắn tin cho con á là ở nhà lật đật chạy tới liền. Cái xong hỏi ủa em đặt thuốc chuột mấy hộp vậy? Đặt nhiều nha, chứ tưởng em như voi á, đặt hộp uống không có chết đâu. Trời ơi đặt mỹ. Nhưng mà sau đó là đến nhà đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó đang nhắn tin, vừa nhắn tin chập tức là đang chạy xe rồi, đang chạy xe tới nhà chị. Nhưng mà thật ra là con biết rồi, chắc con ba không dám đâu đúng không? Dạ đúng rồi, chứ ai đâu đặt tay mà chấm. Tụi con yêu nhau được bao lâu thì làm đám cưới?
Tụi con yêu nhau tính là 6 tháng là cưới. Nhưng mà vướng một số vấn đề tụi con kéo tới 2 năm mới cưới. Vậy hả? Vấn đề gì vậy con? Đầu tiên là con vướng tan ở nhà. Lần thứ nhất, lần thứ hai là vướng dịch Covid năm ngoái. Xong là tháng 5, lần thứ 3 cũng là vướng dịch Covid luôn. À dịch. Vậy là mới cưới đây hả con? Dạ đúng rồi, mới cưới tháng 10 năm ngoái. Ồ, như vậy là được 6 tháng. 6 tháng rồi. Rồi giờ là rồi về. Hôm qua phần 2 đi em. Phần 2 đi. Ừ, phần 2. Tôi nói trước đi, cô Từ có, cô có nhiều tật xấu không? Dạ thì cứ từ từ gãy nha. Xong rồi về nhà thì hầu như là nó lòi ra rất là nhiều thứ luôn. Chắc chắn. Ví dụ là trước mắt là đã bừa bộn rồi. À. Mà con nhìn vô khó chịu lắm. Thí dụ cái bừa bộn nó, cái độ nó cỡ nào? Dạ thì cái giỏ làm việc mà cổ hay đi làm á. Dạ. Thì trong đó thường thường là cô Vân hay cái phần gì đó để laptop hay là cái giấy tờ quan trọng. Thì lúc mà con vô tình con soạn ra á thì trong đó toàn rác không à. Phải đồ bác ăn xong có cái gì xong quăng. Không, con không có dục rác. Cái giấy tờ mà rác xong phải xé xong cũng bỏ trọng. Thì đó, đổ ra xong rồi như cái thùng rác vậy á. Còn anh mấy cái đồ mà của chị á thì chị quên. Xong rồi cái lúc mà chị lên công ty chị làm rồi á, gọi về cho con hỏi ủa đồ em để đâu. Ở nhà không chịu giặt đồ nữa. Con giặt hả? Dạ con giặt không, con tự phơi luôn, tự làm luôn. Phòng cũng không dọn. Chà, cái tướng này mỗi lần mà dễ sợ nhưng mà nhiều khi thương con á, cho con làm để cho con lớn bớt á. Không phải đâu chú Quốc Thuận, ảnh bị kỹ tính thái quá á. Giống như cái đồ của con xài, con hay xài con sẽ để trên cái bàn nhỏ. Khi nào con cần con sẽ giơ tay con lấy một cái là tới. Ảnh không chịu, ảnh phải đồ là phải để trên kệ, bàn là phải để sách vở. Còn á hả, mỗi lần mà con xài xong anh để xuống là bắt đầu hả, anh đem lên, anh cất lên, anh sẽ càm ràm rất là nhức đầu luôn á. Chút nữa tới phần đó con nói nha. Dạ. Rồi giờ tiếp tục đi con. Cũng hay căn nhà. Cũng căn nhà. Con như là bà bì bộn nè. Căn nhà. Bà lề mề không? Con có lề mề không? Dạ cũng lề mề lắm luôn. Thí dụ lề mề coi. Là có một lần thì chuẩn bị mình đi đám cưới á thì người ta mời thiệp trong đó là 7 giờ đi. Rồi con cũng sợ bà lề mề. Thì 4 giờ, 5 giờ cũng kêu bà chuẩn bị hết rồi. Rồi lúc mà con đi xuống ở dưới con đi làm hết với tất cả. Rồi mặc đồ xong hết, dắt xe đồ xong hết, chỉ đợi bà ra đi thôi. Rồi tới đầu hơn nửa tiếng sau nữa lúc mà con kêu bà mới chịu xuống. Mà không biết ở trong nó làm gì, chứ nó làm gì mà lâu. Mà trang điểm. Rồi bà có nhây không? Bà có nhây không? Dạ cũng nhây á. Nửa đêm, nửa hôm đang ngủ 12 giờ cũng tự nhiên giận đầu ngon giỡn. Giỡn gì giờ đó trời, giọt lét nhau rồi tự nhiên bả ngủ không được cái gì để chọc con rồi. Mà trong khi đó mai con nói con dặn là mai đi lái xe 4-5 giờ sáng đi sớm rồi. Mà bả cứ 12 giờ bả chọc rồi. Ừ, tại vì bả lây con đó ai biểu con tỏ tình qua 12 giờ chứ. Ừ, mình có hôn á, mình có hôn á. Là hết rồi phải không? Dạ. Rồi giờ tới con đó, nãy giờ không hết lắm, muốn kể lắm rồi. Con nóng lắm mà phải không? Đúng rồi, trời con nhiều. Nóng ngỏ lắm rồi đó. Tức ảnh nó hà lạ hà về mà cô không có nghĩ đến mình con gái mà mình vô toilet mà mình tắm rửa là mình đã nào lạ hà mình tẩy tới đầu chết xong rồi mình sơn xích dưỡng da mình gọi đầu mình xả hấp dầu mà mình xả nói chung làm các kiểu con đà điểu luôn xong rồi lâu lâu thì mình phải soi gương lạ hà à mũi mình hôm nay có mọc mấy cọng lông nào không hay là râu mép rồi hà lông mi có rụng cọng nào chưa đó thì mình thơm tho sạch sẽ lúc nào cũng hỏi ừ em ơi sao em thơm vậy mà không có nghĩ là con phải ở một tiếng đồng hồ trong hà toilet rồi làm biến ảnh rất là biến đi tập gym ngủ đi tập gym mà mỗi lần đi tập gym á là ảnh thôi anh mệt lắm anh lười lắm nè anh sốt rồi nè anh đau bụng quá à. Anh đau đủ đầu lý do đủ đó. Lý do trên trời dưới đất luôn có một bữa ảnh đi tập gym xong rồi hà bữa đó là con không có ăn, con chỉ cần uống nước ép là con đã no rồi. Anh cũng bắt chú con uống nước ép luôn. Xong về nhà nửa đêm 10 giờ mấy 11 giờ ngủ. Cái bắt đầu hà đổ mồ hôi. Kêu em ơi anh lạnh quá, anh sốt rồi. Run cái khều khều con. Em lát mà hà anh giật á. Em lấy cái kim em chích 10 đầu ngón tay anh nha. Cho máu nó chảy ra cái trên bị tăng xong á. Cái xong rồi hà rồi con biết cái màu rồi. Đói quá chắc đói quá. Xong con phải xuống con nấu cháo gà cho ăn xong mà tỉnh liền. Cháo gà thì là cháo là có con gà thịt gà đàng hoàng nảy xuống nó nấu cháo gói bỏ khô gà
Trời ơi, gọi là cháo, cháo gà đó chứ một. Gà thêm, cháo gà. Và cái lá chanh khô nữa, xong lên đốt ngoan, họ kêu là cháo gà. Thì đúng là cháo gà. Cháo gà. Nó gọi chính xác là cháo khô gà lá chanh đó con. Nè. Còn cái gì nữa nè? À, có một cái tật là lúc mà chưa quen á là ảnh mỗi lần mà đau bụng hay muốn đi toilet ở đâu á, em ơi, em đứng đây đợi anh xíu nha, anh vô anh rửa mặt xíu rồi anh ra, mà không ai đi rửa mặt 15-20 phút hết trơn á. Nó xong ông sĩ diện đó. Đúng rồi, rất là lịch sự luôn. Cứ về con sáng con vô con đang đánh răng, em mở cửa, mở cửa gì vậy anh, đau bụng, anh đau bụng, mở cửa, mở cửa. Cái xong con phải mở cửa, mở cửa ra nó. Cái mỗi lần mà con đánh răng, cứ đánh răng là anh chạy vô, đánh răng là anh chạy vô. Cái xong hỏi anh cái tính gì kỳ cục vậy. Nói mỗi lần anh nhìn em á, anh mới cảm thấy thỏa mãn và anh giải tỏa được cái nỗi đau của anh. Trời ơi, em biến thái quá tôi. Lúc mà mới quen á, là ảnh có nói với con á là 1 tháng 30 ngày là sẽ chiều con, 24 ngày, còn 6 ngày á là những cái ngày con lụng dâu á là sẽ không có chiều con. Xong cưới về đi tỉnh hết 2 tuần, có khi 3 tuần, còn 1 tuần á xui á rơi trúng cái ngày con lụng dâu á là nguyên tháng đó con treo mỏ luôn. Thiệt là giờ biết làm sao giờ ta. Công việc ờ đó, em nó đi xa rồi, ngày nó ập về thì con rụng râu thì giờ làm sao giờ. Nhưng mà những cái ngày mà ảnh không có đi tỉnh này nọ thì nó có chiều con không? Dạ có, mỗi lần mà con muốn chiều á là sáng đó con nói anh ơi sáng nay nhớ ăn phở bò, bỏ thêm đậu hành, thêm một cái lòng đào nữa nha anh, tối nay mình về miếng 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 là anh hiểu rồi đúng không? Là hiểu à, thôi vậy được rồi, tại vì do hoàn cảnh đó, hoàn cảnh nó đẩy đưa. Con mong muốn Tuấn thay đổi cái gì nè? Dạ con chỉ mong muốn ảnh là chịu khó đi tập gym với con nhiều xíu để lại giảm cân có tốt cho sức khỏe, rồi bớt nóng tính cọc cằn, rồi thương vợ xíu, thí dụ mà có làm cho vợ thì đừng có cằn nhằn. Con sao Tuấn? Dạ con thì con muốn vợ con thay đổi là bớt bừa bộn. Với lại bớt hay tính con lúc trẻ con. Dạ vậy thôi à. Bây giờ 6 tháng này hai đứa mới ở gần nhau có 6 tháng mà thực sự là ở trong nhà đó đúng không? Dạ. Thì là còn phải kềm chế nhiều nữa. Tính xấu con cứ cho lòi hết ra đi. Lòi hết tính xấu ra. Có gì lòi hết à, xong bắt đầu tối cái rủ rỉ giống như giờ nói chuyện nhau vậy nè. Thì tụi con có được khoảng một thời gian ngắn ngủi để mà tụi con có thể hoàn thiện nhau. Chứ bây giờ khi mà có em bé rồi đó là khỏi được những cái giây phút đúng rồi đó con. Có em bé rồi là thôi đó, chỉ có chăm như cho nó thôi chứ không có lãng mạn được đâu. Cho nên tranh thủ cái thời gian mà mình còn được tự do để mà mình sống hết mình cho nhau thì hưởng đi, hiểu không? Dạ cảm ơn hai đứa nha. Dạ, rồi bạn thôi vậy em không muốn về, anh chở em đi đâu đi anh, thì anh không hỏi là em muốn đi đâu thì em muốn đi đâu cũng được, thì anh cũng trễ rồi anh có lũ đi cà phê. À lúc đấy mới quen thì em cũng nghĩ là đi cà phê thôi, bởi đỡ trong đầu em chưa suy nghĩ nhiều. Đi cà phê vô đó ngồi thì mỏi lưng này nọ mất thời gian. Dạ đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện thứ hai của cặp vợ chồng tiếp theo. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận, chào tất cả khán giả đang xem chương trình. Em tên là Lâm Thanh Tài, quê ở Quảng Bình, hiện tại đang sống ở Gò Vấp. Năm nay thì em 26 tuổi, đang làm công việc là kinh doanh. Em kinh doanh về chuyên về sản phẩm về đông y và mỹ phẩm. Hay quá mời em. Dạ xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận và xin chào khán giả trong chương trình Vợ Chồng Son. Con là Trần Thị Thúy Vi, 23 tuổi, sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, quê ở Đà Lạt, kinh doanh ở phụ chồng. Bây giờ kể cho anh nghe coi lần đầu tiên là hai bạn gặp nhau như thế nào? Lần đầu tiên là hai vợ chồng đang cùng làm chung một công ty cũ hồi xưa. Trên công ty có tổ chức được một sự kiện lớn, thì tối đó là tập trung xuống để mà tập văn nghệ diễn á. Anh này anh đứng đầu hàng ở phía bên kia, con thì đứng ở phía bên này. Thấy anh này anh cứ để ý mình từ đầu cho đến cuối luôn. Là lúc nào ông để ý mình cảm thấy hơi bị ngượng. Từ cái lần đó là bắt đầu mình để ý đến ánh mắt của anh này. Nhưng mà tại sao lúc đó em lại nhìn cô này giống như cái gu ấy? Bởi vì em thì đàn ông mà, thì con gái là mình phải tia tia. Cái cô này lấy đúng gu của mình là thấp thấp lùn lùn nữa.
mà đã vậy còn cười dễ thương nữa. Nhưng mà không biết điều gì mà cứ nhìn nhìn qua nhìn lại, rồi cô ấy cười rồi em lại nhìn tiếp. Tức là trong một cái buổi tiệc đó là anh đầu xong em cuối xong. Dạ. Rồi thỉnh thoảng là cứ chạm mắt nhau. Ừ. Bạn kia thì rất là cảm thấy ngượng ngùng đúng không? Còn bạn này thấy bạn kia đúng gu của mình, nhưng mà ngay ngày hôm đó là hai đứa vẫn chưa cảm thấy là yêu nhau, thích nhau đúng không? Dạ chưa. Dạ chưa. Qua ngày mai là buổi sự kiện chính thức thì anh này là anh lại hay chặn đầu. Cứ chàng ràng dạ, mặt mình rồi, đó. Dạ đúng thấy cứ chàng qua chàng lại như vậy. Nhưng mà em chặn như vậy thì có nói chuyện không? Chỉ chặn và cười thôi, cứ cười nhìn nhau cười thôi, cứ kiểu là nhây nhây với nhau. Rồi sau đó thì như thế nào, tại sao hai đứa lại đến với nhau? Thì cô ấy được một người quản lý có gửi cho em và học về cái bán hàng một thời gian thì bén duyên. Bởi vì có nghe cái tiếng tăm của anh này ở trong công ty đó là anh là một người bán hàng rất là giỏi, rất là xuất sắc luôn, nên là tại sao mình không có đi học hỏi anh này. Thì học hỏi bất cứ sao mình lại thấy được cái pin của anh đeo trợ lý quản lý thì mình cảm thấy là trợ lý quản lý như vậy thứ nhất là rất có tiền rồi nha. Dạ ngon đúng rồi nha. Tại vì hồi đó là chị mới là sinh viên thôi, làm gì có tiền. Thì thấy anh lại có cái pin như vậy là mình cảm thấy là sang tháng sau lên quản lý là rất là giàu, rất là có tiền, mà nhóm đối tượng là đầu tiên rồi. Thứ hai nữa anh này sinh năm 95 là hợp tuổi rồi, thế là bắt đầu là lên một ý tưởng hết để tiếp cận ảnh, con dâng bẫy được cho con mồi vào lưới tình của mình đúng không? Dạ. Chiêu của con sao không? Trong nhóm có chơi một cái trò chơi là đăng hình lên và xem cái lượt like đó như thế nào thì mới được phần quà, là cố tình tiếp cận là nhờ ảnh like cái bài đó và kết nối nhắn tin với nhau là trong Facebook. Thì kết nối được rồi là về nhà là cứ nhắn tin, mà anh này anh rất là chảnh luôn, anh không có trả lời. Thì khi đó là mình cứ lúc nào cũng đẩy tin nhắn lên để mà anh cảm thấy là mình phải cố gắng mình làm phiền người này thì người này mới có khả năng là để ý đến mình nhiều hơn. Tại vì mình đã đánh đối tượng rồi. Nhưng mà lý do gì sao mà em lại không trả lời với người tin nhắn của người đẹp này, trong khi đúng gu của mình rồi đó? Thì bản chất là cứ thấy con gái xinh xinh thì hay chọc hay ghèo vậy thôi. Cô này nhắn tin thì cũng giống như những cái bạn mới ấy, thường hỏi về cái bán hàng, thế là em cũng bỏ lơ. Một thời gian thì cô ấy nhắn thì em cũng có trả lời, cũng nói chuyện qua lại. Thì đi làm về thì bảo là anh về thì cùng đường với em, chờ em với. Cũng không biết tại sao mà đi làm về mình cứ lại đứng đợi cô này, dẫn cô này đi ăn được mấy bữa. Thật sự là em có cùng đường về nhà với anh hay không? Cùng ra chỗ lấy xe. À. Hồi đó là có hai bãi giữ xe. Một bãi là sau lưng công ty gần quá, một bãi thì phải ra tuốt đằng sau gần một cây số. Thì mới tới chỗ giữ xe. Đã có ý định rồi thì phải gửi xe xa một chút để mà cùng đường đi với anh này về. Để ít nhất là nhờ anh là anh chở em ra cái chỗ giữ xe đó với, hay làm cái gì đó. Nói chung là phải tìm mọi cách để tiếp cận với người. Dạ đúng rồi. Bây giờ cái kỷ niệm nó đáng nhớ lúc mà em văn bẫy anh đó. Tung đòn cuối. Dạ khi hôm đó là thứ nhất là sinh viên là hết tiền ăn rồi, là anh này anh kêu anh có việc, bây giờ làm sao để anh ra, anh cứ đang bận mà. Thế vậy alo anh ơi, em đang đứng ở dưới chỗ này nè, anh có ra được không, thì em buồn quá. Nói chung là vẽ hết một câu chuyện, vẽ hết một bức tranh để anh ra được, rưng nước mắt rồi. Nói chung là phải làm sao để anh ra được ngày hôm đó. Sau là anh chạy ra ngồi dưới dưới đá đó và nguyên một đêm luôn, cỡ tầm khoảng 5:30 là bắt đầu anh mới xe em về rồi. Thì mình đi xe về nhà mình. Là hôm đó là tâm sự cũng nhiều, mà ảnh cũng có chịu ra nữa là may mắn. Mà chứ con nói cái gì con đó, buồn cái gì? Quan trọng là con khóc. Con nói làm sao con nói, tại con khóc lóc rồi con nói con buồn cái gì mà ảnh hết hồn anh chạy ra. Là hồi xưa là nhà cũng có ý định là cho đi Nhật, thì mình lại đang ở trong Sài Gòn đi làm vừa đi học nữa, thì mình lại có một cái suy nghĩ là bây giờ chỉ còn cách này mới cho anh ra thôi. Giờ cũng vừa khóc thì vừa lu bu là anh ơi em buồn quá, chắc là em nhảy cầu tự tử thôi. Rồi em không có chịu nổi nữa rồi. Rồi em buồn quá, hay là anh ra với em đi. Lúc đấy thì em không tin, nhưng mà em bảo tự nhiên 9 giờ rồi, thôi bây giờ chạy ra xíu để xem tình hình thế nào. Lúc đấy cũng chưa yêu đâu, thì em bảo thì em bây giờ muốn đi đi nhảy cầu nào đấy anh chở đi, một mình buồn quá, kiểu em chọc vui vui ấy để cô ấy khỏi có suy nghĩ đấy. Thế là mới ngồi trò chuyện, cô ấy hỏi một câu là anh có biết tình yêu và tình thương là thế nào không ấy. Thế là cô ấy gà cô ấy hỏi để mình nói. Hai vợ chồng mới ngồi chơi với nhau, ngồi thì cũng tâm sự tới 5 giờ sáng, thì sau đó đi về. Hay thì không có yêu mà ngồi được với người ta 5 giờ sáng mà vẫn nói là không yêu. Một là phải có ý, phải có một cái tình. Tôi nói thiệt nè, đây nè, bây giờ là mấy giờ nè, bây giờ cỡ 7 giờ, tôi đã ngà ngà, tôi buồn ngủ lắm rồi.
mà ngồi mà tới 5 giờ sáng. Không phải chị. Không ngủ, không nghe, không gì mà vẫn nói là chưa yêu. Chị em mình là khác, tuổi cao sức yếu. Là do ngồi nhiều quá nó mệt. Lúc mà an ủi như vậy đó, thì có khoác vai dỗ về, rồi có ôm chút xíu không? Thì mình là đàn ông mà, lúc đấy mình cũng có khoác vai và vồ về. Đấy, thì thấy cô đây sao cô cũng cũng để yên, thế là mình khoác vai luôn. Thế là lúc đấy em mới ngồi tâm sự tới sáng. Xong ngày đó xong thì hai đứa chính thức yêu nhau. Nhưng mà không có nói gì. Không có em cũng không bảo là bây giờ em làm người yêu của anh, hay là cô ấy bảo là làm người yêu của em, mà hai đứa từ tới với nhau vậy đấy. Không ai nói đâu. Mặc định là đã yêu nhau đó, đúng không? Và dạ, như vậy là cái bẫy của em đã giăng thành công, đúng không? Đúng không em? Dạ đúng. tiếp theo là hôm đó xong là đã cảm thấy rất vui rồi. Là đúng rồi, đúng cái mục tiêu là mình đã nhắm tới rồi. Thì bữa đó là sang ngày hôm ngày Valentine, không phải, ngày Halloween. Bữa đó sang ngày Halloween thì rủ ảnh đi ăn, ảnh không có đi, bị rủ đi với bạn. Thì sang ngày tiếp theo nữa rủ đi thì lúc là đi ăn hủ tiếu. Thì có nói là bất phước lúc đó là bà chị có gọi điện thoại là đòi tiền phòng. Thì mình lại nói giờ không có tiền giờ làm sao ta. Là nghĩ trong đầu như vậy. Thế mà nói anh ơi, má chưa kịp gửi tiền lên nên hay cái gì cho anh mượn đi rồi mai má gửi lên trả lại. Lúc đó là anh có đưa ra 2 triệu để trả tiền phòng. Là từ đó xong là vẫn chưa trả lại. Tới giờ chưa trả luôn. Dạ chưa. Bây giờ là lời dữ lắm đó nghe. Dạ. Bây giờ là tính, ra cái tiền lời của cái 2 triệu đó là bây giờ bộn mà nghe cưng. Coi như là tình cảm vừa có xong là sau đó mượn tiền liền. Dạ. Coi như đã có duyên rồi, bây giờ tôi mắc nợ anh là chính vậy đó. Mắc nợ luôn. Coi như duyên nợ coi như phải dính. Gieo duyên rồi bây giờ gieo nợ luôn. Đúng không? À. Rồi sau đó sao nè? Rồi mấy ngày hôm sau đó tiến triển sao? Là lúc đó là mấy ngày hôm sau thì vẫn đi làm về bình thường, cũng kêu chờ dưới chỗ cũ, là cứ chờ dưới chỗ cũ đi thôi. Là không biết lúc đó là anh có thương mình như hay chưa, nhưng mà mình có ý định là cảm thấy là anh này đã ok rồi, là đã nhắm đúng đối tượng là mình đi thôi. Thì sang một ngày nào đó là buổi hôm đó là không có muốn về nhà. Lại anh lại có xe. Thì bữa đó là mới hỏi là xe bị hư em mới để ở nhà, thì anh kêu anh này anh chở em về. Thì chở em về thì bữa đó là tối 11 giờ rồi. Thì anh kêu là thôi vậy em không muốn về, anh chở em đi đâu đi. Thì anh này anh cũng hỏi là em muốn đi đâu, kêu em muốn đi đâu cũng được. Thì anh cũng trễ rồi, anh có rủ đi cà phê. Thì thường thì đi cà phê thì vô đó ngồi thì mỏi lưng này nọ lắm. Mất thời gian. Dạ đúng rồi. Thì đó là thôi, hay là anh có hỏi anh câu là vậy em muốn đi đâu. Thế mới nói là hay đi khách sạn đi anh. Là nói là hay đi khách sạn đi anh. Anh này anh lại suy nghĩ cái gì á, lúc anh có sợ hay không? Bây giờ hỏi thẳng luôn đi. Lúc đó em nghĩ gì? Lúc đấy mới quen thì em cũng nghĩ là đi cà phê thôi, bởi trong đầu em chưa suy nghĩ nhiều. Thế là em mới rủ đi cà phê. Bởi vì cũng mới mấy ngày thì em bảo thôi bây giờ đi cà phê, bởi vì em có hay ngồi quán cà phê Thức ngay chỗ Quang Trung ấy. Thế là em hẹn cô ấy đi cà phê, không chịu. Đứng giường ở tư khoảng 30 phút rồi bảo bây giờ để suy nghĩ. Thế là cô nói câu bảo là thôi giờ đi nhà nghỉ. Mình cũng hết hồn. Em cũng hết hồn luôn, không biết cô này tính khí sao mà mới có mấy ngày là rủ mình đi nhà nghỉ rồi. Thế là lúc đó em từ chối. Em bảo thôi đi cà phê đi. Thế là cũng chành chành xíu bảo đi cà phê, nhưng mà trong lòng muốn lắm rồi. Thế là cuối cùng thì hai đứa đi. Đấy, đi thì vào nhà nghỉ. Nhưng mà trước khi vào cô ấy vẫn bảo là không được làm gì ABC. Cũng bảo không được làm gì. Cô rủ mình đi nhưng mà cô lại nói trước như vậy. Trời ác vậy em. Chứ ác vậy. Rồi sao nè? Sao nữa? Kể tiếp này. Là khi mà vô là em vẫn có nói là vô đây là không được làm gì hết, chỉ được ngủ thôi. Tại vì đi nhà nghỉ là chỉ có ngủ thôi. Thì với đó là anh cũng bình thường, anh cũng không có động tay động chân. Cũng chỉ là ngủ thôi. Nhưng mà cũng có khuyên câu là cái gì con gái là ngủ là thường là không nên mặc áo. Thì nó sẽ bị chật rồi ung thư, khó chịu nữa nhỏ. Thì mình nghĩ là mình cũng suy nghĩ cũng giống má mình hồi đó, mình có nói như vậy đó. Thôi mình cởi áo ngực thôi và không làm gì hết. Thì bữa đó là chỉ ôm nguyên đêm không ngủ, mà cứ ôm ngủ thôi.
là vẫn thức mà khó chịu tại vì lần đầu tiên gặp hơi trai cô. Là không có ngủ, là cứ ôm mà cứ thao thức miết là ôm ôm vậy đó. Chưa làm gì hết. Không làm gì hết. Dạ. Rồi bao lâu? Bao lâu thì mới làm gì hết? Bao lâu cái gì người ta tới từ cái đó đến đó là có mấy bữa à. Bây giờ mình phải hỏi là bữa sau thì sao? Hôm sau đó, hôm sau thì sao? Phải hỏi bao lâu đi để cho nó tưởng nó là hỏi. Lâu hả? Ừ. Không có tưởng. Không biết đâu, chừng nó cả năm trời á. Bao lâu thì mới ăn nhau? 5 ngày sau. 5 ngày sau là cũng có lý do là không muốn về nhà. Nên là anh cũng kêu không muốn về nhà, giờ trễ rồi đi công viên. Thì đó nói là phải đi công viên trước là sớm rồi. Là vẫn đi công viên đi bình thường, đi nhắc nha nguyên một dòng công viên vậy đó. Xong rồi đi vô, mà cũng đi vô nhà nghỉ. Mà đợt này cũng kêu là không có làm gì nữa nha anh. Anh cũng kêu anh không làm gì hết. Thì khi mà bắt đầu khi tới giờ ngủ rồi, tắt đèn hết rồi, cũng tắm rồi nọ tắt đèn hết rồi. Thì bữa đó là anh kêu bây giờ không biết anh đang suy nghĩ là không biết bây giờ có nên làm hay không. Thì con thì vẫn nằm im, vẫn sợ tại vì lần đầu tiên chưa bao giờ mà trải qua vẫn cái cảnh như vậy hết trơn á. Thì khi đó anh mới kêu là anh vẫn có mò rồi. Anh có đặt tay rồi nhưng mà vẫn hất ra. Không được tại vì cảm thấy cái cảm giác này nó làm sao á. Mình cứ sợ sợ nữa. Vừa suy nghĩ bây giờ vô đây mà lỡ quất cây quất ngựa truy phong luôn là không có biết tìm mặt mũi đâu hết. Nên là vẫn sợ vẫn nằm. Thì anh kêu là không sao rồi em, nhẹ lắm, không sao đâu, anh nói nhẹ không sao đâu. Là hôm đó là cái đêm lần đầu tiên của con. Dạ. Là đây là người chồng đầu tiên mà cũng là người đàn ông đầu tiên của con. Dạ. Ừ. Sau đó thì sao em? À, lúc đó em không cái cảm giác của em sau đó thì tức là em bị bất ngờ không? Cô gái thì rất là dạn dĩ nhưng đó. Mà cuối cùng thì thực sự là đó là một cái lần đầu tiên của em có thấy bất ngờ không? À, dạ em cũng thấy rất là bất ngờ nhưng mà thường lúc đấy mới 19 tuổi. Vừa em mới 19 tuổi cho nên là cũng trẻ mà. Đấy, cho nên là cái vấn đề lần đầu tiên thì em không bất ngờ. Nhưng mà bất ngờ cái là cô ấy rất là thoải mái. Nó không giống như dè dặt giống như là những cái bạn trẻ khác. Thì rất là thoải mái. Nhưng mà lần đầu tiên phải làm tâm lý nhiều lắm, dữ lắm. Làm tâm lý dữ lắm mới được. Như vậy là sau bữa đó là cái lẽ là cứ đi liên tục đúng không? Sau bữa đó là ghiền luôn. Ghiền luôn. Ghiền luôn. Một ghiền tuần luôn. Như vậy là coi như là không ngủ ở nhà mấy đêm. Một tuần 2 triệu tới khách sạn. Một tuần là 2 triệu tư. Một tuần là 2 triệu. 2 triệu tới khách sạn. Có chỗ 200, có chỗ 300. Như vậy là 10 ngày. Một tuần có thể đi tới một tuần 7 ngày. Thì 6 ngày có thể là nguyên một tuần cũng có. Một tuần 5, tuần 6, tuần 7. Tốn tiền dữ em. Rồi sau đó làm sao? Phải tính kinh tế chứ. Dạ. Bé này nó khó khăn quá mà. Sau khoảng 2 tháng. 2 tháng thì quen nhau. Thì quyết định, hai đứa quyết định là ở riêng. Quyết định là ở riêng luôn bởi tốn tiền khách sạn quá. Chứ sao? Một tuần với 2 triệu, tháng với 8 triệu, 2 tháng là 16 triệu. Trời ơi trời, dữ dội vậy. Dọn về sống chung cho nó đúng khỏe. Đúng rồi. Rồi sau này về sống chung, về sống thử luôn đúng không? Dạ vâng. Rồi thử. Trong thời gian hai đứa yêu nhau thì có cái biến cố gì không? Giận hờn đòi chia tay chia chân hay là những cái gì không, hay là suôn sẻ cho tới khi lấy nhau? Có một lần là trước khi mà yêu nhau ấy, lúc mà đang mới yêu khoảng tầm đầu một tháng ấy, thì cô đòi chia tay bởi vì biết được là trước đây là em có yêu một hai bạn gì đấy. Thì cô ấy bảo là cô ấy không phải là cái người duy nhất thì cô lại đòi chia tay. Khóc. Cô ấy mới đầu tiên cô ấy rủ em đi nhậu. Em nhậu đúng một lon xong rồi em say để em kể chuyện. Thì em kể nhiều chuyện quá thì cô ấy giận. Em muốn khui em đó. Kể chuyện người yêu cũ thì cô ấy giận. Thế là xong rồi cô ấy lại khóc rồi cô ấy bỏ về rồi đòi chia tay đủ thứ. Rồi em phải khuyên phải đứng dưới nhà ấy, đứng dưới nhà của phòng trò ấy. Rồi xong gọi rồi bảo là anh với em xác định lâu dài mà đâu phải là ngày một ngày hai đâu. Rồi sau khuyên mãi đến 2 tiếng sau mới chịu xuống. Là cái lần đó. Dạ đúng rồi. Rồi sống thử như vậy. Rồi có bị coi như là tai nạn vỡ kế hoạch kia không? Có lần bác sĩ vỡ kế hoạch không? Bác sĩ có cưới không? Dạ có. Bữa đó là ngày 27 tháng 4 là phát hiện được là có em bé.
là có em bé xong là vẫn thấy rất là sợ, mà tới đó là đang bị đau bụng là vẫn phải đi khám. Thì cái động trời là 3 ngày 3 đêm, khóc liên tục 3 ngày 3 đêm, mà anh này cũng phải nghỉ việc ở nhà để mà dỗ. Mình lại có một cái suy nghĩ là giờ mình ăn chơi rồi, giờ cái hậu quả mình phải chịu thôi, mà không ai chịu cho mình thì mình tự chịu. Mình phải nói là bây giờ không biết sao thôi đi bỏ. Thì cũng có ý định là đi bỏ em bé. Thì tại vì đang nghĩ là về gia đình của mình nữa, tại gia đình của mình cũng có văn hóa này nọ, thì mình mới nói là thôi giờ bỏ đi anh. Cũng vừa khóc, cái miệng mình nói rất là mạnh, nhưng mà trong tâm mình không có dám đi, không dám bỏ. Ta sợ, 3 ngày 3 đêm khóc than, khóc trời, khóc mà làm đùng 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 hết. Là 3 ngày anh ở nhà, anh cũng có lo lắng, anh sợ. Tại vì anh này anh rất là thương em bé. Mà anh kêu có thì cứ thôi, cái gì đâu em. Ngày đó. Nhưng mà em thì sao? Em có nghĩ rằng là cái việc mà cô nói cô bỏ đứa nhỏ là thật không? Và em có sợ không? Dạ, đầu tiên thì lúc mà phát hiện bầu ấy, phát hiện bầu là cô nằm cô khóc. Sáng em mới ngủ dậy thì cô bảo có tin. Xong cô nằm cô khóc. Khóc em không biết là khóc chuyện gì. Thế là em mới ở nhà em xem. Thế là lát nữa cô mới kể bảo là hai vạch. Cô mới đưa xem hai vạch khóc. Khóc cả ngày luôn. Thế là đòi bỏ. Thì trong trong bản thân của em nghĩ là cô ấy đòi bỏ thật. Bởi vì là quyết liệt lắm. Đến một tuần sau vẫn quyết liệt là đòi bỏ. Nhưng mà em thì em lại không muốn bỏ. Bởi vì em về cái tâm linh ấy, thì em lại suy nghĩ đến cái việc là sau này cái hậu quả ấy, là có thể là cả hai đều phải gánh. Có thể là mình sau này mình yêu nhau lấy nhau rồi đấy, thì mình vẫn phải gánh cái điều đấy. Cho nên là em thiên về tâm linh. Và cũng là thương nữa, thương mình cũng là thương thật lòng mà. Đã về ở chung rồi cho nên là em cũng không quyết định là khuyên cô ấy không bỏ. Thế là cứ mỗi lần dần ấy, dần thì cô lại bảo là mệt mỏi quá, đòi bỏ. Cứ khoảng tầm một tuần sau ấy, mỗi lúc mà mệt ấy, thai nghén mà. Thế là cô ấy đòi bỏ, thì em mới bảo là thôi bây giờ lên xe anh chở đi đi. Thế là em giả vờ vậy, rồi em chở đi ăn. Xong là thôi. Lại quên con nít mà. Dạ vâng. Rồi lúc đó có báo với gia đình hai bên không? Hai đứa? Dạ có. Ba mẹ? Dạ. Phản ứng sao? Là đầu tiên anh gọi cho ba mẹ ngoài đó. Thì trước đó là ba mẹ cũng có biết là hai đứa ở chung rồi. Thì ba cũng có nói nhỏ với anh này là có xác định không mà ở chung. Tội con người ta. Em có nghe câu đó. Thì lúc đó là ba mẹ biết rồi cũng bình thường. Ba mẹ cũng chung là vui. Khi mà anh gọi cho ba má của con á, thì lúc đó trong lòng mình rất là sợ. Sợ lắm, bây giờ không biết phải ứng xử như thế nào. Thì khi anh gọi xong là má có nói là má có nói là thôi bây giờ cứ ở đó đã để nói với ba. Thì ba rất là nóng. Ba rất là giận về cái vấn đề, về vấn đề mà khi phát hiện là con gái mình đi học xa mà có bầu. Là sợ, thứ nhất là, thứ hai nó sợ thằng này nó có đàng hoàng hay không. Rồi nhiều khi bỏ thì sao, là sợ cái đó. Khi đã nói về được thì má có khuyên ba thì mọi thứ đều hoàn toàn tốt. Thôi là xuống chúc mừng, xuống chúc mừng. Nhưng mà cái khi mà em biết tin là vợ có bầu á, cái cảm giác em như thế nào? Cảm giác em lúc đấy nó cũng bàng hoàng á, bởi vì chưa chuẩn bị gì hết. Mà vui không em? Vui, bản thân em vui. Rồi như vậy là ổ bé được bao nhiêu tuổi? Dạ hiện tại là bé được 2 tuổi và đã bé lớn, bé gái. Và bé sau là 1 tuổi bé trai. Chà, dạ. Như vậy là 2 năm nối hai đứa. Nối tiếp đó, dạ. Nối tiếp luôn á. Đẻ đứa này xong cấn đứa khác luôn á. Chà, tại thương nhau quá mà cho nên là 2 năm hai đứa. Dạ, đúng không? Dạ. Với lại là làm liền để nuôi lần chó đã. Dạ. Đúng không em? Là ba mẹ có hỗ trợ trông nom giùm không? Hay là tự con tự chăm hai đứa luôn? Hồi đó là sanh hai bé là về nhà bên ngoại. Thì khi đó là 3 tháng sau là có dặn hai bé vô đây là tự chăm bé. Bây giờ là tự chăm luôn, giỏi. Bây giờ hiện tại là hai bé đang ở dưới ngoại. Là ở đâu em? Ở Đà Lạt. Đà Lạt à? Dạ. Bao lâu mới về với con? Dạ cứ 1 tháng là về 1 lần. Mới Tết đây con mới đưa hai đứa về thôi chứ thường là ở trên đó. Trước đấy là ở trên này. Nó mà trên đó nó quen khí hậu với rảnh rồi là nó không có chịu về Sài Gòn đâu. Rồi bây giờ thôi, tình cảm của các em nói chung là cũng rất là đẹp. Phải không? Mà đẹp nhất là 2 năm hai đứa. Đó. Rồi chắc có lẽ là bây giờ mình đến một cái phần nó rất là hay. Và các em, anh nghĩ các em cũng rất là quen thuộc cái phần này. Đó là phần khui tật xấu của đối phương. Phải không? Rồi bây giờ anh hỏi em trước đó. Cô ấy có tật xấu gì không?
vợ em thì có nhiều tật xấu lắm. Rất là nhiều tật xấu. Thứ nhất đó là về việc mà gọi là muốn cái gì thì phải theo ý mình. Còn mà trái ý là mình dằn liền. Ví dụ là lâu lâu mà rất dễ thương đó. Anh ơi, anh có thương em không? Cứ hở ra là hỏi anh có thương em không? Thì em cũng ngày trước thì em không biết, nhưng mà bây giờ thì biết rồi. Cứ hỏi thương em không thì mình bảo là không. Thế là cô ấy dặn lần sau thì mình biết ý thì mình bảo là thương. Thế là cô mới nói cái yêu cầu, cô ấy muốn cái gì, ví dụ muốn ăn hay là muốn làm cái gì đấy thì hỏi. Thì vừa em mới hỏi thì khi mà em đáp ứng được ấy thì vui lắm. Đáp ứng được những điều vừa em nói thì vui, nhưng mà không đáp ứng được ấy thì lại là giận. Rồi nghĩa là hay giận đó, hay giận và muốn chồng phải làm những gì đó theo ý của mình. Dạ vâng, không quan trọng đúng hay sai đâu, cứ quan trọng là chồng phải làm theo ý mình gì đó. Vợ luôn luôn đúng mà. Rồi tiếp theo, cái tiếp theo, một cái sở thích mà nó rất là phải gọi là nó rất là sao nhỉ, khi ngủ ấy thì thích sờ soạng. Phải sờ soạng, phải ôm mới ngủ được. Đó là sở thích, một cái tật xấu mà em nghĩ là chắc vừa chồng thì cái này có lẽ là tật tốt đấy. Mà em thì sao, em thấy thì sao, em thấy thích không hay là em thấy nó phiền? Thấy thích. Nó phải tật xấu, nó phải tật xấu em ơi, nó phải tật xấu. Có hay bướng bỉnh không, bướng bỉnh hay cãi chày cãi cối không? Dạ vâng có. Cái đó là xấu nhất luôn đấy. Cái đó là xấu nhất. Cãi cho tới đó phải không? Cãi cho tới, nói chung là hay nói lắm. Cầm ram rồi cãi gì cũng cãi cho tới. Nhưng mà trước mặt về thôi, nhưng mà trong lòng nó biết mình sai, rồi tự sửa trong lòng ấy. Kể cả mà em khuyên hay em nói thì cũng vậy, không bao giờ nhận lỗi. Mà sau đó thì lại tự thay đổi, tự sửa bên trong ấy. Mình tự nhận thấy là bạn đã sửa luôn đúng dạ không? Dạ con nít mà mới có 23 tuổi chứ mấy. Dạ nhưng mà cãi là phải cãi tới đó. Đúng rồi, phải cãi chày cãi cối, cãi đến không cần biết thua cũng phải là thắng đã rồi tính tiếp. Nhưng mà vừa em thì suy nghĩ rất là chín chắn. Nhiều lúc suy nghĩ chín chắn, cái lúc tức giận thì vậy thôi, nhưng mà sau đấy thì suy nghĩ rất là tuyệt vời. Tức giận nhưng mà có nóng tính không? Dạ có. Và nóng tính nó có phải là tật xấu đối với em hay không? Em nghĩ thì đó là cái sự nùng niu ấy, có nghĩa là trong nhà rồi đối với chồng thì vậy, nhưng mà ra ngoài thì không có như vậy. Ít hạn chế, không phải là khi nào cũng nóng tính như vậy. Rồi còn gì nữa không? Có lèm bèm lẹp bẹp không? Số 1. Nghe đi nghe lại một câu chuyện phụ nữ có là thường vậy. Không, những cái chuyện cũ lèm, như là lôi lèm, ra nói lèm, lại á. Rồi cãi chày cãi cối. Nói chung lèm bèm là thường là của những người phụ nữ lớn tuổi nha. Con là con có đủ luôn đó, vừa nít vừa người lớn luôn là con á. Không, nhiều khi lớn lên cái lại hết lèm bèm. Rồi, hồi giờ tới con. Ảnh thì không có nhiều tật xấu. Nói chung là ở từ hồi xưa, từ hồi lâu tới giờ là không có nhiều tật xấu. Chỉ có đúng một cái mà nó hòa, nó tới nó lui và không bao giờ sửa. Đó là mỗi lần tắm á, là mình cũng có cái chỗ để mình để cái đồ dơ. Ảnh là không có để đồ dơ. Cứ tắm xong dục cái bạch đi dưới đất vậy đó. Là mỗi lần ra vô mình cảm thấy chỗ đó nó không có được sạch thì phải bỏ vô trong cái giỏ để mình đi giặt. Không, cái lần xong, ủa anh sao không có lấy cái đồ đó mà bỏ trong mấy giặt, mấy giặt. Kêu ừ, chắc anh quên rồi, anh xin lỗi. Mà cứ 10 lần như vậy thôi và không bao giờ rút kinh nghiệm. Anh rút hoài cũng vậy à. Bừa bộn. Dạ, bừa bộn. Thứ hai nữa là cái về quần áo á, thì thường thường con không có biết là đàn ông mặc như thế nào. Nhưng mà thấy chồng mình về mặc xong một lần đó là bộ cất với tủ. Xong rồi cách ngày hôm sau ngày hai mặc lại là một bộ đó mặc hai lần mới đi giặt. Tại không tiếc á. Tiếc lại còn mới quá đúng không? Còn mới quá cho nên mặc cho nó dơ. Chắc là làm việc ở trong văn phòng máy lạnh đúng không? Đó cho nên rằng không có cảm giác đồ của mình dơ. Đó. Và thấy vợ chắc sợ vợ giặt nhiều tội cực. Mà giặt nhiều á đồ cũng mau hư lắm. Thực sự là như vậy đó. Rồi còn nên, gì nữa? Về tật xấu thì anh chỉ có nhiêu đó thôi. Còn những cái anh không biết làm, anh làm cho lố đi đâm ra thì mình lại nói nhiều. Nhủi chén mắm thôi là mình kêu là không có hai vợ chồng mà. Mà anh làm cả cối chén, cả cối mắm vậy đó. Thì đâm ra mình lại đâm ra cái tính mình nói nhiều nữa. Kêu không biết thì phải hỏi chứ. Sao mà làm như vậy? Mình hay cằn nhằn vậy nè. Mà con mong mỏi chồng con thay đổi cái gì? Nói chung thì thật sự là anh đã hoàn hảo rồi.
chỉ có bản thân con tự ngộ nhận ra thôi. Dạ. Vậy cứ vậy yên đúng không? Để yên vậy luôn, không cần thay đổi gì luôn đúng không? Dạ không thay đổi. Giờ cho dù mình kêu ảnh nhiều rồi ảnh không thay đổi nhưng đâu có làm được, mình cũng tự đi làm với ảnh thôi à. Thôi cứ vậy đi ha. Dạ. Rồi cưng thì sao? À, em thì không muốn vợ thay đổi điều gì. Vợ thì hơi nóng tính và nhiều khi trẻ quá, cho nên là cái sự bồng bột đấy à, thì mỗi khi mà có chuyện gì ấy thì chỉ cần là vợ là suy nghĩ chín chắn và sau đó mới là chia sẻ ra, thì nó sẽ giúp vợ chồng hòa thuận và hạnh phúc hơn. Em hiểu không? Dạ có. Chỉ từ điều đó thôi đúng không? Dạ vâng. Đúng rồi. Còn mọi thứ thì vừa em tốt rồi. Tuổi với độ tuổi này vừa sinh được hai bé và làm vợ vừa phát triển kinh tế tốt. Đúng và rồi. Như vậy thì em cảm thấy tốt rồi. Và em thấy rằng là người đàn ông sinh năm 95 này là quá hợp với em không? Dạ đúng rồi, tới quá bây giờ. Hợp. Thực ra vợ em là hơi bị được đó nha. Còn cái chuyện chín chắn là từ từ. Từ từ á, lứa tuổi từ dạ, từ vâng. Bạn đó bạn sẽ bồi dưỡng cho bản thân mình để chín chắn hơn. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc thôi chứ khuyên gì giờ, giờ ủa? Đang hoàn hảo quá rồi. Muốn thêm đứa nữa không? À, có được. Dạ, cũng có ý định là... Trời ơi, có ý định. Kế hoạch đi, thôi. Kế hoạch đi. Trời ơi, tại vì bây giờ không ở chung á. Các con ở xa mình quá, không nên. Khổ từ từ. Ông bà. Nghe. Khổ ông bà. Rồi, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau dạ. Ở phần kiểm tra quý và bốc thăm may mắn. Nha. Dạ. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà đặc biệt như sau. Trước tiên đó chính là mắm tôm Bắc Trí Hải 225g với thành phần 80% ruốc tươi và muối. Pha thêm một ít gia vị khuấy đều cho đến lúc nổi bọt. Dùng để chấm hoặc nêm trong các món bún, tạo ra những món ăn ngon trong gia đình. Mắm tôm Bắc Trí Hải ăn vào nhớ mãi. Và món quà thứ hai đó chính là bộ sản phẩm We Well Cool, bao gồm 2 thùng nước uống, phần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan. Và thứ ba đó chính là bộ quà tặng đến từ nhãn hàng Lavina Food, sản phẩm Ojita sữa gạo lứt giàu protein. Sữa gạo lứt giàu protein Ojita là sản phẩm được chiết xuất từ lớp cám gạo Japonica giống Nhật, mang đến hương vị thơm ngon thuần khiết, giúp thanh nhiệt giải khát, cung cấp vitamin, khoáng chất và tiếp thêm nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể. Quà thứ tư chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo món quà này để cho một cặp vé xem kịch tại sân khấu chị Hồng Vân. Còn bây giờ đến phần kiểm tra hiểu ý. À, các bạn đâu lưng lại nhau, đâu lưng lại và nghe câu hỏi nhé. Bộ phim đầu tiên hai vợ chồng đi xem cùng nhau là phim gì? Em nếu không có thì tụi con để là không có. Nếu có thì để là phim gì? Phim gì đây? Chị mẹ học yêu. Đại kê chạy đi. Mẹ con yeah. Rồi quay ra. Phim gì? Con không nhớ. Không nhớ. Hay quá. Không nhớ. Quả này nhớ phải có nha, đừng copy nha. Tôi thấy như là vợ giết rồi đó nha. Rồi quay qua con. Quay qua. Không nhớ. Những tháng năm rực rỡ, đêm nay mềm mình lông luôn rồi. Không nhớ nha. Rồi, như vậy với kết quả không nhớ hả? Rất chân thật đúng không? Không nhớ đâu không nhớ. Thì hai vợ chồng Tuấn Từ sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 màu sắc này. Chọn đi các con. Chọn hoa hồng. Cô rất là thích khi các bạn chọn màu hồng. Hai vợ chồng con màu gì? Màu vàng. Màu vàng. Chị? Chị màu xanh. Màu xanh phải không? Rồi em màu đỏ nè. Rồi Thuận và chị Hồng Vân sẽ mở trước. Mời chị một. Một, hai, ba, khui. Hèn. Rồi đêm nay có cặp vé xem kịch của Hồng Vân rồi. Em xem chị hả? Đúng rồi em okay. Xem chị. Xem xong về kể cho tụi con nghe. Ok nha. Rồi mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị. Một, hai, ba, khui. And mầm tôm. Wow, chúc mừng hai vợ chồng của bạn đã nhận được một phần quà. Đó chính là mắm tôm Bắc Trí Hải với trọng lượng 225g. Hai ngày này á đúng trời muốn luôn á. Uống cái nước này là uống thảo dược. Không, thảo dược. Thảo dược vừa tốt cho sức khỏe. Chúc mừng hai bạn Tuấn và Từ đã nhận được một phần quà. Đó chính là bộ sản phẩm We Well Cool, bao gồm 2 thùng nước uống, phần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan. Và kính thưa quý vị, như vậy thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son của tuần này đã hết. Thay mặt chương trình Vợ Chồng Son, Quốc Thượng cảm ơn quý vị khán giả đã yêu mến chương trình trong suốt bao nhiêu năm qua. Còn bây giờ chúng ta tạm thời chia tay nhau, sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.